Chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha mọi người. Thì hôm nay là cái ngày là lập phát lương cho Tý Hoàng Bé Chi nên nha mọi người. Thì cái tháng lương vừa rồi á thì lập cũng có nói với mọi người biết á là lập lãnh được cỡ hơn 11 triệu đó. Thì lập lãnh đâu ngày hôm qua rồi mà bữa nay là thì lập mới đi rút nha mọi người. Thì 11 triệu mấy á, nhưng mà lập tổng số tài khoản của lập còn dư được ít á, lập rút ra đủ 12 triệu luôn. Đây là số tiền 12 triệu đây. Thì ở chỗ lập á thì đã bị chỉ thị 16 rồi mọi người, nên là lập cũng đi xin chốt á, xin cái chốt là cho lập que lập đi rút tiền. Thì nói chung là ở chốt á mình đi rút tiền á mọi người, mình có lý do thì người ta sẽ cho mình đi đó. Thì bây giờ lập sẽ phát lương cho ông Bé Chi Vạn Tý luôn, rồi lập có một làm một ít đồ ăn trong đó rồi phát lương xong rồi lập sẽ mời mọi người ăn trong vui với lập luôn nha mọi người. Thì Bé Chi vô kêu anh Tý ra. Thì nói chung á là bữa nay dịch bệnh đồ này kia, nhưng mà cái số tiền này nó rất là lớn luôn à mọi người, chứ không phải là cái số tiền này nó đối với lập gì đâu. Lập cảm thấy nó lập rất là vui vì mọi người đã ủng hộ cho lập mà lập được lãnh được số tiền này. Thì nói chung á là lập có hứa là Bé Chi á là lương YouTube á, bên cái kênh của lập mà Tý với Bé Chi hay quay video á thì lập sẽ phát lương cho thằng Tý là tháng lương 5 triệu. Là khi nào mà lập được lãnh mà con số nhiều, ví dụ như hai mấy triệu đồ á thì lập sẽ trả lương cho thằng Tý là 5 triệu nha mọi người. Còn con Bé Chi là 2 triệu, nhưng mà do là cái lương của lập bữa nay nó ít hơn á mọi người, nên là lập sẽ phát cho thằng Tý 3 triệu thôi. Đó. 3 triệu thôi cho bây giờ phát 5 triệu và lấy về ăn nữa. Đúng không Tý? Đây, 3 triệu của em đây. Nè. Rồi cầm đây. Bé Chi là 2 triệu nè, bữa anh hứa với em là anh trả lương cho em 2 triệu đúng không? Dạ. Đây 2 triệu đây. Đó, rồi cầm lên cho mọi người thấy đi. Rồi, chị cảm ơn anh. Nói chung là hồi bữa thì cái tiền mà vợ Lập đưa cho Lập quay video á thì Lập cũng đưa cho vợ Lập, Lập đã quay cái video trước rồi. Thì Lập nói là đã khi nào lãnh lương là Lập đưa ít lại, thì còn bao nhiêu đây thì Lập đưa cho vợ Lập bớt, rồi còn bao nhiêu thì Lập đỡ dành để Lập mua này kia để Lập quay video nha mọi người. Thì bây giờ hai đứa em á, là kênh của hai đứa em là cũng lập cũng cho hai đứa em đó một cái kênh, là lúc đó là nó đã 80 mấy ngàn người đăng ký rồi, nhưng mà từ khi hai anh em quay nay là cũng 10 cái video rồi thì cũng lên được hơn 100 ngàn người đăng ký, cũng gần lãnh được nút bạc rồi mọi người đó. Thì nói chung là lập cũng tạo cơ hội cho hai anh em của thằng Tý với Bé Chi đã kiếm tiền trong cái mùa dịch này. Thì những 1-2 tháng trước thì hai anh em lãnh cũng được 1 triệu, cái gì hai anh em chia ra người 500. Còn tháng này chắc cũng được 2 triệu, thì nếu mà lãnh ra thì chia mỗi người 1 triệu nha mọi người. Đó, thì hai anh em đã làm cho Lập nữa rồi, nó kiếm bên cái kênh của nó, tại vì nó không có quay được thường xuyên, tại vì nó còn lo cho cái kênh của Lập nữa. Nên là hai anh em khi nào rảnh thì nó ra video, còn Lập và cái kênh của Lập thì Lập phải ra video thường xuyên để Lập lo cho gia đình của Lập nữa mọi người. Kênh của vợ Lập thì bữa nay mọi người cũng biết là vợ Lập bầu đồ lớn đồ nên mệt, là không có quay thường xuyên như họp bữa nữa cho mọi người xem được nữa. Nên là kênh của Lập, Lập phải quay, cố gắng Lập quay nhiều vô rồi Lập kiếm tiền để lo cho vợ con đồ, coi vợ Lập sắp đẻ thì mọi người cũng biết rồi. Thì nói chung là Lập tạo cơ hội cho hai anh em mình Tý thì cứ cố gắng quay video đi. Quay thì nói chung là nếu mà làm cái gì mà chân thật đồ này kia thì mọi người sẽ ủng hộ biết không. Còn mình đừng có quay mà kiểu giật tích câu view thì không được bao nhiêu ngày đâu. Đó. Thì nói thiệt với mọi người luôn á, là hồi giờ Lập quay video á, về chỉ có một mình Lập thôi chứ không có người nào mà đứng sau Lập hết mọi người. Thì tự Lập suy nghĩ ý tưởng ra, rồi tự Lập quay, rồi tự Lập cắt ghép đồ này kia để Lập cho mọi người, Lập cắt ghép ở trên đây nè mọi người. Thì Lập cũng có chỉ thằng Tý cái app này rồi, nhưng mà thằng Tý thì nó chưa có backing, tại vì cái app này á, cái app ghép video này nó tốn tiền, một tháng cũng 9 mấy ngàn à mọi người. Đó.
Đây, để lọc cho mọi người xem cái app lọc ấy nè. Mọi người thấy không? Đó. Đó, lọc tạo video là cái đây nè, mọi người thấy không? Đó. Tất kẻ nè. Video nè. Là lọc toàn bộ, lọc cắt ghép trên này nè. Mọi người thấy chưa? Rồi nhạc á, thì lọc bỏ nhạc vô đây. Đó, nhạc đây là nhạc trên YouTube á. Nhạc nhạc ở trên YouTube người ta khuyến mãi nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nói chung á là cái kênh Facebook, trang cá nhân Facebook của Lộc là 1 triệu bạn theo dõi. Rồi cái bere của Lộc bữa nay đã 2 triệu be người theo dõi rồi. Rồi tới phiên mà cái kênh của Lộc tròn tới Dương Bé Trì là cũng đem hơn 100.000 rồi. Kênh của vợ Lộc cũng đã 170 rồi mọi người. Rồi cái kênh của Lộc bây giờ cũng đã 1,4 triệu rồi. Kênh YouTube của Lộc á, thì tất cả cái đó là cũng do là bằng một cái điện thoại của Lộc tạo ra thôi nha mọi người. Chứ Lộc chỉ có cái mic này nữa nè. Cái dụng cụ mà đỡ Lộc quay video cho mọi người xem á là chỉ có một cái điện thoại và một cái mic này. Đó, thì Lộc có một cái iPhone 12 mà Lộc hồi bữa Lộc chạy góp á, Lộc đi mua chạy góp á, thì Lộc để đóng máu đóng này thất thì nè. Lộc gọi lên, tại bữa nay đi ra ngoài đường đi đóng không có được à mọi người. Lộc gọi lên cái ngân hàng rồi Lộc đóng rồi, máu đóng vừa đóng luôn. Đó, thì Lộc mua cái iPhone 12 á, với cái iPhone 11 này á, đỡ Lộc làm cái dụng cụ quay video và cắt ghép. Nhưng mà sau này Lộc sẽ mua một cái bờ rồ gì á mọi người, cái gâu bờ rồ á, đỡ Lộc quay cái dưới nước đồ với hành trình. Hồi bữa Lộc cũng sai lầm, hồi bữa quay trong hồ bơ á, Lộc lấy cái điện thoại iPhone 11 này á mọi người, Lộc quay dưới nước, Lộc nghĩ là nó không có bị vô nước đâu, mà cuối cùng nó vô nước, Lộc đi sửa cũng cả 5 triệu bạc á mọi người. Đúng là sai lầm thiệt đó chứ. Nên Lộc sẽ cố gắng mua cái GoPro gì Lộc quay hành trình, với Lộc sẽ quay cái dưới nước, chống nước đồ cho nó ngon lành. Thì hồi nãy giờ Lộc cũng nói cho mọi người hiểu rồi. Thì mọi người có làm YouTube thì mọi người cứ cố gắng đi, nếu mà đam mê thì mọi người cứ cố gắng mà làm. Còn Lộc thì mọi người cũng thấy biết á, chỉ có cái hai cái điện thoại thôi và một cái mic thôi, chứ cũng không có cái gì hết á mọi người. Đó, thì tới Dương Bê Trì thì cứ cố gắng quay video đi, nếu mà quay hay thì mọi người sẽ ủng hộ. Thì Lộc cũng biết mà, mọi người ủng hộ một phần thì một phần nữa thì mình phải quay video thiệt hay vô, càng ngày càng hay lên, chứ không phải càng ngày càng quay dở thì mọi người cũng không bao giờ xem đâu. Thì là Lộc biết cái điều đó mà. Thì Lộc sẽ cố gắng càng ngày càng quay hay lên cho mọi người xem. Thì nói chung là hồi nãy giờ Lộc, cái tiền lương của Lộc thì cũng Lộc cũng phát tới thằng tí rồi. Tháng nó 5 triệu hồi giờ, thì bây giờ nó còn 3 triệu tại bữa nay ít tiền á. Còn Bé Chi thì 2 triệu nha mọi người. Đó, thì thôi bây giờ Lộc sẽ lấy đồ ra Lộc ăn rồi Lộc mời mọi người nha. Thì cuối cùng thì Lộc để luộc cái con gà ra rồi mọi người. Thì hôm bữa giờ mà gà nướng rồi vịt nướng á, thì bữa làm nướng nữa thì nó ấy quá mọi người. Nên Lộc quyết định là Lộc luộc con gà này. Con gà này thì là Lộc gửi má đã luộc mua ngày hôm qua rồi. Thì hôm nay thì lấy ra rồi ăn. Đó, bữa nay mua gà tư rồi nó cũng khó khăn lắm mọi người. Thì Lộc đỡ cái điện thoại trên đó, tại vì á tí là nó ngồi vô đây rồi nên không có ai quay hết. Vợ Lộc thì cầm chút xíu là mỏi tay rồi mọi người. Nên là thôi Lộc đỡ trên này luôn cho rồi. Mọi người xem đỡ nha. Lộc đỡ trên đó thì không có review được con gà cho mọi người xem kỹ. Đó, biết chị thích ăn cánh đúng không? Bây giờ anh ấy cánh ra nè. Nói chung là trong kia có cháo nữa mà thôi. Ăn cái này thôi mọi người. Thằng tí lấy miếng thịt này nè. Coi chừng rớt á, rớt là hỉnh luôn á. Thằng Bé Chi nè. Rồi nói chung là ở đây có hai cái đùi nha mọi người, nhưng mà Lộc sẽ chừa một cái đùi lại cho vợ Lộc. Thì vợ Lộc bữa nay bầu bì đồ cũng mỗi lần vô quay bất công sửa soạn quay mọi người, nên là giờ chừa lại cũng được. Thì hôm nay là Lộc ăn mừng Dương Bé Chi Dương tí thôi nha. Thôi. Nóng thì em đỡ trên đây nè, rồi em xé lần lần ra. Rồi đây nha, Lộc mời mọi người miếng nha. Mọi người nhìn được không? Thấy không? Đó, mọi người thấy không? Cái này em vẽ mấy chưa? 8 cái. 8 cái ớt nha mọi người, chứ không phải ít đâu. Đó, Lộc ăn trước nha mọi người.
gai ngon kìa. Kể ăn đi. Chị mời, chị mời trước đây chứ chị mời rồi. Ngon kìa, quá mọi người. Không bỏ ra vào đây nữa, ăn nó khỏi dính vô, đổ vô. Rồi, cắn nha. Mời mọi người. Ngon không? Nói chung là bữa nay chỉ có ghè thôi, ghè dịch ra thì dễ mua mọi người. Ngon không? Ghè, ghè thiệt ra chấm chấm cái gì cho thiệt ra nướng thì chấm muối ăn ngon hơn. Nhưng mà Lộc thì tàu Lộc thích ăn chấm muối hơn. Là ăn mấy cái mắm nồi rồi này kia. Ướp thiệt không? Đó. Để mọi người thấy để không? Mùa này dịch mà kiếm những cái chỗ mà dịch mà Lộc biết là trong những cái bạn ở trong Sài Gòn mà không có kiếm một con ghè không có mà ăn luôn ở trong phải giỡn đâu mọi người. Mình lại đây là mình quán ngon à. Công nhận ngon thiệt đó. Thấy ăn được không? Hả? Em gặm từng cái luôn, em khỏi cần bỉ ra. Nước này. Hâm cái cây ra. Cây gì đâu. Ghè luộc nói chung là ăn nó cũng ngon. Nói chung là ghè không phải ai cũng thích ăn nướng không, mà có người ăn thích ăn luộc, rồi có người thích hấp muối rồi này kia. Nói chung là có người thích nướng mà nướng ở trong giấy bạc rồi đủ thứ. Nướng trong giấy bạc nó giữ nước. Nướng trong giấy bạc nó khó hơn mọi người. Ngon chi? Ngon. Bây giờ không biết chi á, bây giờ em ở ở nhà đúng không, em cứ ăn mạnh bạo vô, rồi khi nào mà em đi tới nhà trai em chơi á thì phải em ăn từ từ chứ em ăn mạnh bạo thì người ta đánh giá đúng không. Thấy nhà trai mà ăn tự nhiên kìa. Ăn tự nhiên rồi em ra đi luôn. Mình ăn nhẹ nhàng là mình ăn được nhiều bữa nữa đúng không anh? Điều mình tới nhà của người lạ, người ta nói mình ăn thoải mái đi con, thoải mái đi con, nhưng mình phải ăn từ từ thôi. Cho mình ăn nhiều quá không được. Như cái đợt hồi trước Lộc cũng có cỡ với mọi người, Lộc đi phụ hồ thì chủ nhà đó người ta cho Lộc ăn trưa, ăn cơm là người ta đãi luôn. Mà Lộc ăn mà đến nỗi mình đợt đó tại Lộc chai chán mà Lộc ăn quá trời luôn, Lộc một bữa cơm Lộc ăn 7-8 chén luôn, mà tại vì người ta múc cái chén mình nửa chưa có đầy bữa không, anh ăn là 7-8 chén luôn một bữa ăn á. Đó thì mình đói quá chai chén, mình đói quá mà người ta nấu cũng sâu cơm bự lắm mọi người. Thì cái bà hoài á là mẹ của ông chủ nhà, mà ông chủ nhà đó là ông đó là làm thầy giáo nha, mẹ cũng ở cùng, nói chung là ở cùng quê với Lộc nhưng mà khác xẻ. Xong rồi cái bà ngoại đã biết là Lộc ăn nhiều hồi giờ rồi. Cái bữa đó cái ông thầy ông kêu là Lộc làm xong rồi Lộc vô trước á. Rồi ông thầy ông nói ăn cơm trước cái con. Xong rồi cái bà ngoại đó mới kêu là nó ăn hết luôn hả? Mọi người thấy nói chung là Lộc cũng buồn lắm mọi người, nhưng mà thôi mình cũng ráng mình vô mình ngồi mình ăn. Mình ăn nhưng mà con mắt của bà ngoại đó mới liếc liếc mình. Nói chung là xong rồi những ngày sau rồi thôi Lộc không ăn nữa. Đó. Thì Lộc không bao giờ quên được cái chuyện đó luôn á. Ăn hết luôn hả? Ăn hết luôn hả? Nói chung là sau này là cái bà ngoại đó mới ghét Lộc luôn á. Tại vì Lộc ăn nhiều quá mọi người. Đó nên mình đi ra ngoài đường mình ăn ít thôi. Mình rút kinh nghiệm đợt đó mình ra ngoài mình ăn ít thôi. Mình đừng có ăn nhiều nữa. Kỳ chưa ăn xong rồi cánh luôn. Kỳ dạ. Hai cánh cứ hàm chưa nói chung. Nó dùng ăn đấy. Chị chưa ăn trong cánh. Nãy cô uống nước rồi, uống nước đi. Nãy giờ ba anh em thì ăn cũng là hết con gà rồi mọi người. Vợ Lập thì cũng ra ăn cái đùi luôn rồi. Do là vợ Lập không có mặc áo giáp mọi người.
nên là lập không có quay vô đó. Thì mở bầu bì mà mở lần mặc áo giáp vô là mặc rất là mệt mỏi mọi người, không biết chi bây giờ nó chưa có vợ có chồng rồi nó mặc được. Nói chung là nó giỡn cho vui nha mọi người. Thì con gà đây Ben em ăn còn nhiêu đây đây đó, thì nó nói chung là còn các cái xương không mà còn thịt, bây giờ còn thịt còn cái đống đây nè. Nếu mà bây giờ nếu mà không ăn hết thì vô chặt có gì xào ăn cơm cũng được. Thì nói chung là cái video này ăn bằng lãnh lương phát lương cho hai anh em thì cũng đã xong rồi mọi người. Và thôi nói chung là Lập xin kết thúc video tại đây. Và cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn đăng ký kênh và ủng hộ cho Lập trong suốt thời gian qua. Lập không biết nói gì mà đỡ gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Thôi cảm ơn mọi người một lần nữa nha. Và thôi bye bye mọi người, hẹn mọi người cái video sau.